Thưa quý khán giả và các đồng chí, mới đây, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã tiến hành bốc thăm chia bảng vòng chung kết Futsal châu Á 2024. Sau khi xác định các đối thủ ở giải đấu vào năm sau, huấn luyện viên Diego Justozzi đang rất tự tin vào khả năng cạnh tranh của đội tuyển Futsal Việt Nam. Theo kết quả bốc thăm của AFC ở vòng chung kết giải Futsal châu Á 2024, đội tuyển Futsal Việt Nam nằm ở bảng A cùng với các đội Thái Lan, Myanmar và Trung Quốc. Đây là bảng đấu được đánh giá khá thuận lợi đối với thầy trò huấn luyện viên Justozzi. Nhà cầm quân người Argentina cho biết, so với giải đấu vào năm 2022, ông và các học trò sẽ đối mặt với các đối thủ hoàn toàn khác. Điều quan trọng nhất đó là đội tuyển Futsal Việt Nam đã có nhiều sự tiến bộ, sẵn sàng cạnh tranh với tất cả các đội, điều mà chúng ta chưa có ở lần tham dự trước. Ông hoàn toàn bình tĩnh và tự tin trước khi có kết quả bốc thăm, bởi ông tin vào đội bóng mà ông đã xây dựng. Huấn luyện viên Justozzi cũng đánh giá cao chủ nhà Thái Lan. Xét về thực lực, ông cho rằng đây sẽ là đối thủ lớn nhất của mình và các học trò. Nhà cầm quân người Argentina cũng không hề chủ quan trước các đội Trung Quốc và Myanmar. Theo kế hoạch, đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ hội quân vào trung tuần tháng 3 năm sau. Trong quãng thời gian này, đội sẽ có những bước chạy đà tại giải giao hữu quốc tế với 3 đội khách mời gồm New Zealand, Maroc và một đội tuyển thuộc khu vực châu Á.